tiến về Hà Nội và tiến về Hà Giang thôi. Cái homestay mà chúng mình sẽ ở, các bạn có thể thấy quang cảnh quá là đẹp. Mình nhìn vào cái màn hình của cái máy quay này mà mình cũng thấy nôn nao. Nghĩa là mình đi xuyên qua một màn sương mù và hầu như là không nhìn thấy gì hết. Đẹp quá, trời ơi, đi xe máy mới là tuyệt vời mọi người ạ. Mã Pì Lèng à? Đó là cái tòa nhà mà gây tranh cãi rồi kiện cáo và lên báo rất là nhiều đấy các bạn ơi. Ok, các bạn lên thử thắng phố. Không kinh dị như các bạn nghĩ đâu. Các bạn ơi, trong khi tìm đường ấy thì mình phát hiện ra rằng là mình đã đi sai đường. Chú cho mẹ ơi, lạc. Ui, cho chị chọn đường. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay lại với kênh của mình. Ai, trời ơi, thật sự là mình không nên xấu xí như này khi mà xuất hiện trước mặt mọi người đúng không? Đây là một cái phần rất là bất lịch sự, nhưng mà thực tế là hiện tại đang là 6 giờ sáng và mình đang ở nhà và mình đã về căn nhà này được khoảng hơn một tuần rồi, gần một tuần, chưa được một tuần. Hôm nay là 6 ngày, 6 ngày đấy thì chưa kịp quen nhà lắm. Nhưng mà mình đã chuẩn bị một chuyến đi du lịch rất là lớn. Và như mình đã nói trong video trước là mình sẽ khất các bạn cái video house tour đến lần sang tháng 5 nha. Nhưng mà hôm nay thì mình đang soạn đồ để mình đi du lịch và để mình sẽ cùng soạn đồ với các bạn. Và như các bạn đã thấy ở tiêu đề, và chuyến đi du lịch lần này của chúng ta sẽ đến ở một cái vùng đất mà rất là xa, mình chưa bao giờ đi đến hết, chưa từng. Và chính là đi Hà Giang. Và các bạn hãy thứ lỗi cho việc tóc tai bù xù, mặt mũi sưng húp, bởi vì là bây giờ mới 6 giờ thôi. Mình đang soạn đồ, chúng ta hãy cùng xem mình soạn đồ như thế nào nhé. Đây là vali đồ của mình, bởi vì là lần đầu tiên mình đi Hà Giang nên là mình mang khá là nhiều quần áo để có thể đi du lịch và có thể chụp hình sống ảo. Bởi vì mình nhìn thấy cảnh ở trên Hà Giang rất là đẹp. Và các bạn có thể thấy rằng là mình mang đa phần là quần ngắn này, một chút quần dài, một chút áo điệu. Ở đây thì mình luôn luôn có một lọ thuốc. Đây là cái lọ vitamin tổng hợp đến từ Swissy, dành cho men, nữa là dành cho nam. Và cái này thì mình mua ở Olive Pharma. Các bạn có thể thấy là đi đâu thì mình vẫn luôn luôn cố gắng uống đầy đủ vitamin này, vì nó giúp cho mình có sức khỏe rất là tốt. Tiếp đến lăn khử mùi này. Thực ra thì mình đi du lịch khá là đơn giản các bạn ạ, lăn khử mùi. Và bên này thì đây, quần lót mình không muốn cho các bạn xem đâu, nhưng mà mình cũng mang khoảng 5-7 đôi tất. Bởi vì tất khi đi du lịch ấy thì cực kỳ quan trọng, sẽ giúp chúng ta đi lại dễ dàng hơn. Và lúc nào thì mình cũng sẽ mang theo một cái đầu sạc. Đây là cái đầu sạc Octopus của mình. Mình hay gọi là Octopus vì nó có rất là nhiều cổng và mỗi lần cắm ra nó có nhiều chân như là con đạch tuộc vậy. Và đây là một vài đôi giày. Và các bạn biết gì không, khi mà đi du lịch ấy thì mình rất là lười để có thể mang được những cái sản phẩm gọi là sản phẩm mỹ phẩm mang theo mình. Bởi vì mang theo mỹ phẩm ấy, thường là mình hay sử dụng những chai lớn, những chai full size như là sữa tắm, dầu gội, và mang theo cái đấy thì rất là nặng. Và lần ngày xưa ấy, mình từng có thời mà mình bị mất chi. Mình có thời mình bị hay mang chai full size đi, và lần nào vali cũng mang lên đến 20-30 cân ấy. Thế là bị mọi người trêu rất là nhiều. Nhưng mà hôm nay thì mình không phải mang nhiều mỹ phẩm nữa, bởi vì mình đang vừa nhận được một quà từ chương trình Thưởng Ngoạn Thế Giới đón hè dạng người cùng với Unilever International. Đây là một cái hộp quà rất là thú vị và bây giờ mình sẽ unbox cùng mọi người, bởi vì mình đã mở hộp quà này ra, lén lén nhìn một tí và thấy rất là nhiều sản phẩm để phù hợp cho chuyến đi này. Và tại sao mình nói là mình có thể không mang mỹ phẩm gì nhiều mà chỉ mang cái này nhá. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng unbox. Và đây là một hộp quà rất là lớn và thiết kế rất là đẹp. Thật sự là bên ngoài thì nó quá là chắc chắn, rất là xịn luôn ấy. Và đây là toàn bộ những cái phần quà bên trong. Và chúng ta hãy cùng xem là bên trong có những cái gì này các bạn này. Đấy, các cái phần quà đầu tiên là đến từ những cái nhãn mà mình rất hay sử dụng, đó chính là Senive. Mình đang có một cái gel rửa mặt đào đến từ Senive. Trước ấy thì mình luôn luôn nghĩ rằng Senive chỉ có những cái sản phẩm như ở trong tuyết thôi, nhưng mà họ có những cái chai rất là nhỏ xinh như thế này, bơm ra rất là tiện. Nếu mà các bạn sử dụng ở nhà cũng được, nhưng mà mình thì mình mang đi Hà Giang luôn, mình đi Hà Giang cả tuần trời thì để cái này thì nó cũng sẽ khá là chắc chắn. Tiếp đến là trong phần quà này còn có trong phần quà này có một cái, đây là nước tẩy trang Senive. Wow, cái này thì cũng hơi lớn nhưng mà mình cũng sẽ mang theo. Đó chính là sữa, đây chính là sữa tắm đào. Thông thường ấy thì ở nhà thì mình đang sử dụng cái chai nó lên tới 1 lít,
rất là to, nhưng mà đây có một chai 400ml thì mang đi cũng được. Bởi vì là trước khi ra đến Hà Giang ấy thì mình còn ra Hà Nội nữa. Mình ra Hà Nội khoảng 2 ngày ở với bố mẹ mình. Đây những cái sản phẩm để mình sử dụng ở nhà cũng được. Ôi trời ơi, mình cứ tưởng là ban đầu ấy, mình cứ tưởng là trong này sẽ có một chai sữa tắm, nhưng mà ai dè có đến 2 chai sữa tắm, thêm một chai sữa tắm, đây gọi là muối biển và tảo biển. Đây, cái này thì mình sẽ cho mẹ mình một chai. Vì là cùng một tập đoàn rất là tiện, khi mà mình nhận được những phần quà từ CNI thì mình còn nhận được phần quà từ Vaseline. Đây là kem chống nắng Vaseline SPF 50. Và dĩ nhiên rồi, đi du lịch thì không thể thiếu kem chống nắng được. Mình ở nhà mà nó đã nắng như thế này thì cái này thì không thể thiếu được, nên là mình sẽ mang cái này đi sử dụng luôn. Và trong hộp quà này còn gì nữa? Đi Hà Giang làm gì thiếu được son dưỡng ẩm Vaseline. Son dưỡng ẩm này thì sẽ giúp cho các bạn có một làn môi nó không bị nứt khi mà các bạn lên núi vùng cao. Và phần quà này cuối cùng còn 2 chai sữa rửa mặt nữa. Một chai sữa rửa mặt, đây là sữa rửa mặt trà xanh tea tree. Còn đây là sữa rửa mặt đào. Ngoài chai sữa rửa mặt đào mình vừa mở ra, vậy là trong phần quà này có 2 chai sữa tắm, 2 chai sữa rửa mặt, nên là mình sẽ mang tất ra Hà Nội thôi. Một chai sữa rửa mặt tea tree mình sẽ cho là em mình, còn cái này mình cho mẹ mình. Còn bộ sản phẩm này mình mang đi đến tận Hà Giang thì sẽ bao gồm một sữa tắm, một sữa rửa mặt, một nước tẩy trang, một kem chống nắng và một son dưỡng ẩm. Như vậy là quá đủ cho hành trang của mình đi Hà Giang rồi các bạn ạ. Với một hộp quà đến từ Unilever International này rất là hợp với mình trong thời điểm hiện tại. Bởi vì thực tế là mình đã lâu lắm rồi mình không đi du lịch, nhất là đi du lịch thế giới, mà hộp quà ở đây thì có in hình tất cả những cái sticker đến từ những nước khác nhau. Thực tế là mình sẽ không được đi du lịch nước ngoài bây giờ, nhưng mà với cái việc là mình cũng đang đi du lịch và có một cái bộ sản phẩm mà có tất cả những sản phẩm chăm sóc da trong một hộp quà thì nó là một cái giải pháp cho mình rất là tuyệt. Và cảm ơn Unilever International đã gửi quà đến cho mình. Nếu mà các bạn muốn nhận được những hộp quà giống như mình từ chương trình Thưởng Ngoạn Thế Giới đón hè dạng người cùng với cả Unilever International thì các bạn hãy đọc chi tiết thông tin ở bên dưới caption, mình sẽ để rất là chi tiết, các bạn có thể ra Guardian và nhận được những cái hộp quà như thế này. Còn bây giờ thì mình sẽ unpack nốt đồ và tiến về Hà Nội và tiến về Hà Giang thôi. Thực tế là bây giờ mình đang rất buồn ngủ các bạn ạ. Chắc là lên máy bay thì sẽ ngủ thôi. Xin chào tất cả mọi người, và bây giờ thì đã là 3 ngày sau. Đáng ra thì mình sẽ quay một cái hành trình nó chi tiết hơn, nhưng mà các bạn biết vì sao không? Vì Hà Nội trời rất là mưa. Và mưa thì mình chỉ muốn nghỉ và muốn đi ăn thôi, nên là mình không quay được nhiều. Và đáng ra thì mình lại quyết định là mình trên đường lên Hà Giang thì mình sẽ phải quay đầy đủ hành trình. Nhưng mà mình ngủ, và mình đã ngủ được nửa ngày rồi. Và bây giờ là đã gần đến Hà Giang rồi và chúng mình đang trên đường tới đó. Và hành trình của chúng mình đi Hà Giang lần này sẽ rơi vào 3 ngày. Và chúng mình sẽ đi đến một số địa điểm như là Hoàng Su Phì và Mèo Vạc. Đấy, mình rất là kém nhớ tên. Mình rất kém nhớ tên các bạn ạ. Nên là bây giờ chúng ta hãy cùng thẳng tiến. Và có gì hay thì mình sẽ ghi lại trên hành trình cho các bạn cùng xem. Và chúng mình đã đi xe từ 7 giờ sáng đến bây giờ là 3 rưỡi chiều. Tổng cộng là bao nhiêu tiếng nhỉ? 7 giờ sáng, 3 rưỡi chiều trừ đi khoảng 3 trừ 3 với cả 7 là bao nhiêu? 4, 12 trừ 4 là khoảng 8 tiếng kể cả thời gian nghỉ. Và bây giờ chúng mình đã đến được cái xã Thu Nguyên gì đấy. Nhưng mà bây giờ để đi tiếp ấy. Uống sao bớt không để gọi. Starbucks gì ở đây? Bây giờ nó rất là xa xôi, không hẻo lánh lắm nhưng rất là xa xôi. Trà sữa thì sao? Trà sữa không có luôn. Và bây giờ chúng mình thì phải chuyển sang một cái xe nhỏ hơn. Có một cái điểm mà dành cho bạn nào chưa đi Hà Giang bao giờ là nó xa thật sự các bạn ạ. Xa kinh khủng, xa kinh hoàng luôn đấy. Mình ngủ lên, ngủ như chết đi sống lại mà mình vẫn chưa đến nơi. Chúng ta đã đến nơi rồi các bạn ơi. Hôm nay chúng ta sẽ ở Hoàng Su Phì Lodge. Chi, hãy miêu tả cảm giác. Rất mát. Như ở đây có một hệ thống điều hòa khổng lồ. Bởi vì chúng ta đang ở trên đỉnh núi mà. Đây không phải điều hòa. Không phải điều hòa. Bởi vì là chúng ta đang ở trên đỉnh núi và thế đây chúng ta đang là 721m trên mặt biển. Wow, đang ở 721m trên mặt biển. Và đây là những cái homestay mà chúng mình sẽ ở. Các bạn có thể thấy quang cảnh quá là đẹp các bạn ạ. Bởi vì là ở trên này có hồ, có nước nhé. À, cái này chắc gọi là ao. Ở phía trước cũng có nước. Và phía xa xa thì toàn bộ là các dãy núi. Và hiện tại thì nó đã rơi vào khoảng hơn 4 giờ chiều rồi, nhưng mà ánh sáng vẫn còn rất là đẹp. Nhưng mà mình nghĩ rằng sáng mai khi mà mình đón bình minh ấy thì còn đẹp tuyệt vời nữa cơ. Thật sự là tại sao người ta có thể xây được những cái homestay ở trên núi cao đẹp long lanh như này. Và bây giờ thì mình đang chờ mọi người, sau đó chúng ta sẽ check in và xem phòng homestay của Hoàng Su Phì Lodge nó như nào nhé. Đây, phòng số 1 đây rồi. Để xem view có gì nhé các bạn. Đây, phòng số 1. Ồ, ở dưới này nó còn có một cái phòng nữa. Ôi, ở đây có cả khu massage.
Nhà mình, phòng của mình ngay cạnh chỗ massage, hay gọi là spa. Đây là CB như đã mở rồi. Đây mình sẽ mở một cái room tour cho các bạn đúng theo những gì mình cảm nhận lần đầu nhé, mình không vào trước nhé. Đây, bật đèn lên đã. Đây là phòng của mình, toàn bộ được làm bằng tre nứa. Mình đã bật điện lên rồi nhưng mà có vẻ ở đây nó khá là tối các bạn ạ. Ở đây thì dĩ nhiên người ta sẽ không thể đầu tư về điện đó mà đèn cho ấy được, bởi tất cả điện đây đều là chạy bằng máy phát. Nhưng mà mình thấy ở đây thời tiết rất là lạnh nên người ta có cả bình nước nóng nữa nên là ok. Cứ có nước nóng là ok rồi. Và có hố xí tự giặt là ok rồi. Và đây là mình các bạn ơi. Đấy, sau 10 tiếng đi lên đến đây thì nhìn cũng khá là sơ sát. Khăn tắm rất là đầy đủ, rất là sạch sẽ. Mặc dù mình nghĩ rằng ở trên cao này thì điều kiện nó không thể đầy đủ được. Chăn này các bạn, ôi, khá là êm và dày. Và đây, phòng của mình. Mình được một cái giường lớn và một cái giường nhỏ thì chắc là đấy, mình sẽ phải share phòng với ai thế rồi. Mình cũng chưa biết ekip xếp phòng như nào. Và đây là view từ phòng mình nhìn ra các bạn ơi. Các bạn nhìn thấy không? Ở đằng xa xa kia kìa, nắng. Ở đằng xa xa kìa, nắng nó đang vạt xuống sườn đồi. Quá là tuyệt vời các bạn ạ. Thật sự là đẹp. Và đây, buổi sáng. Mình nghĩ rằng nếu mà nắng nó chiếu vào cái sườn đồi bên đấy thì ban ngày ấy, bình minh ấy, thì nó sẽ chiếu thẳng vào phòng mình. Nếu mà nó chiếu thẳng vào phòng mình ấy, thôi, ăn hẳn là rất đẹp. Còn bây giờ thì mình sẽ lên giường và tắm nghỉ ngơi một tí. Và hẹn gặp lại các bạn sau khi mình đã nghỉ ngơi xong. Đi đường xa mệt quá các bạn ạ. Ui cái ánh sáng này. Cái ánh sáng này nhìn như ma quỷ gì đấy. Vậy là vừa rồi thì mình vừa tập xong, bởi vì là từ hôm mình ra Hà Nội đến hôm nay mình lên Hà Giang ấy là đã 3 ngày rồi và mình chưa có điều kiện để tập. Và đợt này ấy, mình đã có một cái quyết tâm. Thật ra thì mọi người thấy theo dõi mình tập thì cũng đã khá là lâu, nhưng có một cái điểm mà mình chưa thành công và mình xin thú nhận các bạn, đó chính là mình chưa bao giờ mình thật sự đạt được đến cái độ mà gầy 6 múi hết ấy. Có thể mình tăng cân, có thể mình rất là khác ngày xưa, mình chưa bao giờ mình 6 múi cả. Mình đã quyết tâm chuyện này rất là nhiều lần rồi. Nhưng mà có lẽ là lần này sẽ là lần mà mình cố gắng đạt đến gần cái mục tiêu đấy nhất. Và mình rất là cần sự ủng hộ của các bạn, cũng như là sự theo dõi, cảnh sát, bám sát của các bạn để khiến cho mình đạt được cái điều này. Và kỷ niệm cái sự quyết tâm của mình, nên là hôm nay ở đây thì mình sẽ cho mọi người xem tình trạng bụng của mình nó như thế nào. Và mọi người hãy cùng theo dõi để xem mình có đạt được cái điều này hay không nhá. Các bạn có thể nhìn thấy qua gương, mình không dám quay trực tiếp đâu. Nghe thôi, tạm thời là nhìn qua gương đi. Đấy, nói chung là cũng không phải thuộc dạng béo bụng kinh khủng lắm, nhưng mà nói chung là nó không bao giờ nó đạt được cái tình trạng 6 múi các bạn. Nên là lần này thì mình quyết tâm là mình đi về, mình sẽ đi chạy, mình sẽ ăn kiêng thật là kỹ. Ok, còn bây giờ thì mình sẽ bắt đầu sẽ thay đồ, đi tắm rửa một chút và sẽ đi ăn tối. Mọi người đang chờ mình rất là lâu ở ngoài kia rồi. Mình đã tốn khoảng 45 phút tập ở đây. Good morning, xin chào buổi sáng. Bây giờ xin thông báo với các bạn là 7 giờ sáng ở trên Hoàng Su Phi. Các bạn muốn ngắm cảnh không? Đây, ngắm cảnh của mình. Trời thì mưa tí tách, nhiệt độ rơi vào khoảng dưới 20 độ. Và phía dưới thung lũng thì mây mờ che toàn bộ núi. Cả đêm qua thì mình ngủ ngon, bởi vì bản thân mình thì là một cái đứa quá là dễ ngủ. Ngủ kiểu chuyển đến 1, 2, 3 là ngủ ấy. Chả được quan tâm đến xung quanh. Nhưng mà hôm qua ngủ phải ở giữa cái chỗ này. Tất cả các cái vách, nó là những cái vách như này nó không kín ấy, không có một tí cách âm nào hết. Nên là cả đêm qua ngủ ở giữa một đàn ếch, đàn dế, đàn chim, rất là ồn ào theo kiểu thiên nhiên. Nhưng mình vẫn ngủ ngon, mình chả mất ngủ thế nào cả. Đây là một cái trải nghiệm mình nghĩ khá là thú vị. Bởi vì rất tiếc hôm qua mình không quay cho các bạn nghe được cái tiếng ếch kêu, rồi chim, dế, rồi tất cả các cái con vật đấy nó kêu. Nhưng mà lâu lâu rồi, từ hồi mình năm ngoái mình đi Quảng Bình ấy, thì mình ngủ giữa một đàn chim én, đến bây giờ thì mình mới được ngủ lại ở giữa thiên nhiên như thế. Được du ngủ bằng tiếng các con ếch nó cứ ộp 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 ộp. Còn bây giờ thì mình đi ăn sáng đây, bởi vì là homestay đã chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả đoàn mình rồi. Đây là mình đi vào trong khuôn viên của Hoàng Su Phi Lodge. Các bạn có thể thấy có rất là nhiều các cái căn. Và đây, từ phía này thì căn chị Chi đang ở bên kia.
Và mình đang tìm mọi người để đi ăn sáng rồi. Mình rất là đói rồi mà chả thấy ai đi ăn sáng cả. Chị ơi, đi ăn sáng kìa. Nhà hàng ở đây tên là gì nhỉ? Red Dows. Người dao đỏ đó. À, người dao đỏ. Dows Restaurant. Người dao đỏ, nhà hàng người dao đỏ. Sáng nay mình ăn cơm rang với cả đậu đũa, với cả cà rốt, với cả thịt. Mình cảm giác như đây chính là thịt rang cháy cạnh tối qua. Mọi người thấy nhìn đĩa mì ở đây. Đây là một dạng mì trộn. À, một bát mì, một dạng mì trộn rất là ít nước để cho mọi người không bị đầy nước trước khi đi ra ngoài làm việc ấy. Đấy, nói chung là rất là hợp lý. Còn đây là những quả xoài nhiệt đới ở vùng lạnh này, ăn rất là tuyệt vời. Bởi vì các bạn sẽ không cảm thấy nhiệt đới ở đây cho lắm. Ok, nói chung là màn review xàm đến đây là kết thúc. Mình sẽ chờ tất cả mọi người ở đây vì hôm nay ekip sẽ đi chụp hình. Còn mình thì mình sẽ về nhà để chờ mọi người. Sau đó thì chúng mình sẽ đi Mèo Vạc. Mình nhìn vào cái màn hình của cái máy quay này mà mình cũng thấy nôn nao theo. Nên là hẹn gặp lại các bạn ở Mèo Vạc nhé. Bye bye, bye. Chào các bạn, bây giờ mình đang được đi chợ. Từ từ giới thiệu nhanh là mình đang ở nhà hàng Hương Vũ ấy. Hoa Vũ. Hoa Vũ. Ở trên đường từ trên Hoàng Su Phì xuống. Và bây giờ mình đang được đi chợ cùng chị Kim Oanh. Ếch xào chuối. Dạ, đây ếch xào chuối ạ. Gà ta rất vàng, da rất vàng, nhìn rất ngon. Đấy, hôm nay mình được đi với cả chuyên gia ẩm thực. Đây là nhà hàng, những nhà hàng ở trên đường đi Tây Bắc thì nó sẽ bình dân và sẽ có phong cách như vậy. Nói chung là tất cả trải nghiệm với mình đều rất là mới mẻ. Mình sẽ chăm đi hơn. Hiện tại thì chúng mình đang ở Tân Quang nha, nhà hàng Hoa Vũ. Có bò xào. Đây, chúng ta đang là đi vào trong bếp để khám phá cùng chị Oanh. Đấy, đây, những cái màu này lại ghét. Ui, cơm những... cháy. Ui, cơm. Ui, cái này mà đây cháy này, cháy nó xuất sắc. Bởi vì là nó dốc nồi luôn đúng không chị? Cháy nồi gang là xuất sắc. Ồ, ở nhà dùng nồi cao tần sao có được những cái này. Chuối ngâm này. Còn anh đang xào. Xem anh xào. Đúng là chả bao giờ xào được, phải có lửa. Ở nhà mình toàn là bếp từ ạ, chán. Đây là món lòng lợn xào dưa mà là lòng già nha các bạn. Tí nữa sẽ ăn nha, bây giờ mình đang chảy hết cả nước miếng rồi. Mình sẽ bắt đầu ăn những cái món đầu tiên nha các bạn. Đầu tiên ấy thì là có cá này, cá trắng. Nhưng mà cái món đặc sản ở vùng Tây Bắc này mình rất là mê, đó chính là cá kho. Hôm qua mình đã ăn cá kho một lần rồi, hôm nay thì mình ăn ở đây theo quán này không biết nó như thế nào luôn. Để mình ăn thử nha các bạn. Các bạn có thể thấy cá kho rồi, đã phải kho rất mất thời gian và kho từ trước. Và đây, đấy. Các bạn nhìn. Các bạn nhìn miếng cá kho này. Nó lấp lánh làm sao. Ôi, ngon quá. Rồi. Cá cá xuất sắc luôn á, nó có cái vị thì lạ lắm, nó có nhiều mùi khói hơn. Em tự kho ở nhà, em kho lâu mà không được mùi thế này. Có một điểm đặc biệt nữa là khi mà mình lên vùng Tây Bắc này là rau bữa nào cũng ngon. Với một đứa mà ít ăn rau như mình mà còn mê tít rau ở đây luôn, rau bí luộc. Ôi, rau bí ngon quá. Có một món ấy mình có rất là nhiều gọi là ác cảm, đó chính là món gà luộc các bạn ạ. Cỗ nào cũng có, nhưng mà nghe nói mà ở đây mọi người quảng cáo là gà này phải thử. Nhưng mà công nhận là nhìn con gà đã thấy ngon rồi, cái da nó căng mỏng này. Đó, các bạn thấy là thịt rất là chắc, trên có chút lá chanh. Và cái màu da ấy, vàng một cách tự nhiên chứ không phải là màu nghệ như các cái quán ở thành phố người ta hay ăn rang. Chấm một chút muối chanh. Thôi, gà siêu ngon. Thịt gà rất là chắc, dai cực kỳ ấy. Và cái mỡ nó thơm. Thế là món này, lòng già xào dưa. Đây là lòng lợn già. Thế mà xử lý không kỹ là ăn hơi bị khó luôn. Rồi, ngon quá. Cái mùi lòng nó đi với cả dưa. Tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời. Không thử một lần là phí cả đời luôn. Nói chung là mình sẽ ăn đây để cho các bạn thèm. Thì đã có món gì ngon thì sẽ nói cho các bạn sau. Mình có một cái disclaimer, mình không phải là một kẻ nghiện rượu. Nhưng mà mình vào mình lấy một chai nước, mình tu một hơi rất to và phát hiện ra đây là rượu gạo các bạn ạ. Nhưng mà chỉ là một sự tình cờ, nhưng mà ngon phết. Mình quyết tâm phá lệ, ăn gạo xén pù đặc sản các bạn ạ. Đặc sản Hà Giang. Xem có bằng gạo ST25 mà mình luôn luôn mê mẩn không. Ăn cơm ấy, mình phải ăn với cá kho. Cá kho mới giải quyết được tất cả cơm. Đây, các bạn nhìn thấy gạo rất là dẻo.
có vẻ là cái hạt gạo thì nhìn nó không được đẹp cho lắm, nó không tròn và mẩy, nhưng mà cái màu gạo nó không trắng. Mà ăn thử xem sao nha. Nói sao nhở? Thế là khi mà ăn vào mồm ấy, nó có một cái mùi thơm khó tả lắm các bạn ạ. Cái mùi rất là thơm, nó giống như là cái mùi hoa, cái gì đấy mới nở, nó cực kỳ thơm. Mà nếu mà các bạn không biết thích thì là gạo tự nhiên và đặc sản người ta làm ấy, thì các bạn sẽ nghĩ rằng người ta cho hương liệu vào gạo hay sao ấy. Mùi thơm đó chạm ngay cái đầu mũi của mình. Chúng mình đã ăn xong và rất là happy với bữa ăn ngày hôm nay. Và nhà hàng ở đây mình xin nhắc lại cho các bạn là nhà hàng Hoa Vũ. Để bạn nào mà có cơ hội đi đến ngã tư Hoàng Su Phì, xã Tân Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang thì hãy ghé nhà hàng này ăn rất là ngon. Vậy. Wow, đây là chị Oanh. Đấy. Chúng mình thì đi ô tô, còn anh chị thì đi xe máy rất là ngầu. Và trên đường đi đến Mèo Vạc ấy, thì chúng mình dừng ở một chỗ. Đây là chỗ mà mình nghĩ rằng nhiều bạn sẽ dừng lại để tham quan. Nó gọi là gì đây? Bác Sung Pao. Địa điểm check-in. Địa điểm check-in. Đây, ở đây thì... Cho chị ngồi chụp hình. Ở đây thì cái gì đây? Mua vé tham quan khu áo sổng, khu áo sống ảo. Lễ tân thì cũng có view đấy nhở? Ồ. Đây, chỗ này chắc chắn là sẽ rất nhiều các cặp đôi sẽ chụp hình ở đây. Mặc dù với mình thì nó hơi nhiều màu một tí. Ở dưới này này. Ôi, chỗ này cũng được này. Tổ chim. Wow, view này các bạn ơi. Đẹp quá, đi thôi. Đẹp. Ngắm cảnh như này thôi cũng đã thấy yêu đời hơn rồi. Tiếp tục một loạt các series chụp hình khác nhau. Các chỗ khác nhau để chụp hình. Ui mà, núi trời, mây trời đây quá đẹp. Ở đây còn có cây lá kim nữa các bạn. Các bạn nhìn xem, Chi đã leo lên được đến cột cờ Việt Nam ở phía trên. Đó, ở tít trên kia. Mình nghĩ là trên đấy thì cảnh át hẳn là sẽ đẹp. Đây là nấc thang lên thiên đường các bạn ơi. Đây, mình sẽ thử đi lên đây xem nhìn như nào. Và đây là view ở trên nấc thang lên thiên đường các bạn này. Toàn bộ view. View đẹp vãi chưởng. Mình đã ngồi trên xe gần 10 tiếng rồi. Và trước mặt mình bây giờ là toàn là sương mù các bạn ạ. Có nghĩa là mình đang đi xuyên mây. Hồi bé thì mình hay nghe bà ngoại mình kể là đi lên núi xong đi xuyên mây. Lúc đó thì mình không tưởng tượng được nó là như thế nào. Nhưng bây giờ thì mình biết cái cảm giác đi xuyên mây là gì. Có nghĩa là mình đi xuyên qua một màng sương mù và hầu như là không nhìn thấy gì hết. Tầm nhìn xa khoảng 2-3 mét. Tầm nhìn của bác tài là không quá mấy mét trước mặt. Ui, nó trắng xóa luôn. Cảm giác thật thú vị. Trắng xóa luôn này, nó đang đổ dốc. Vừa nãy thì mình không định quay buổi tối hôm nay đâu. Bởi vì mình nghĩ rằng cái nhà này quá đẹp nên là mình sẽ phải dành buổi sáng để mình giới thiệu cho các bạn. Tuy nhiên là sau khi mà mình ăn tối thì mình nghĩ rằng mình không thể bỏ qua bữa tối này được. Nên là chúng ta hãy cùng điểm danh bữa tối. Hôm nay thì có rất là nhiều món ngon. Ở đây thì mình có, đây là chim xào thì phải. Gà luộc này. Đây là đậu đũa xào. Ôi trời, đậu đũa rau ở trên vùng cao. Các bạn cứ khỏi phải nghĩ. Rất ngon. Đây là rau gì? Rau gì ạ? Rau này em không biết này. Rau gì đấy hơi đắng đắng. Chị Oanh ơi, rau gì đấy ạ? Chị cũng chưa ăn bao giờ. Đấy. Mọi người nhìn thấy gương mặt của giám khảo MasterChef đang nhận xét đồ ăn đấy. Rất đắng. Em cũng không biết là gì thật. Nói chung là chúng ta sẽ phải tìm cô. Cái này là cái gì đấy ạ? Nó là cái bí đỏ còn non. Nó chưa kịp chuyển màu. Em muốn thử chấm mắm hoặc chấm muối gì đấy. Nghe ngon quá. Đấy, đang ăn ngon thì dây quay máy chạm vào đi. Ngon thật. Đây là thịt heo nướng lá mốc mật. Đấy, các bác xem. Chỗ ơi. Cái thịt heo nó bì nó dày. Mà không mỡ. Ngon không? Cái này mình quên mất không giới thiệu. Đây là mèn mén. Một loại bột ngô người ta làm kiểu như là mình ăn xôi xéo ấy. Khô rồi tán. Và cái này sẽ trộn vào cơm. Ăn cơm độ. Đây là lạp xưởng. Lạp xưởng của người ở trên này chắc họ không nhuộm đỏ. Lạp sườn. Lạp sườn khác. Lạp sườn chứ nhỉ? Một từ thôi đúng không ạ?
nghe có mùi khói. Ok, ăn đây, nói chuyện sau đây. Chào buổi sáng mọi người. Đáng ra là mình sẽ làm cái house tour trước cho mọi người, bởi vì mình đang ở một cái nhà cổ rất là đẹp như hôm qua mình đã nói. Tuy nhiên cả nhà đã đi ra ngoài ăn sáng mất rồi, nên là bây giờ thì mình phải đánh răng rửa mặt trước, sau đó thì mới đi house tour được cho mọi người. Thì bây giờ mình gắn cái len rộng vào đây nhé, cho nó rộng ra. Thì chúng ta sẽ cùng xem với mình là lên núi thì mình sẽ đánh răng rửa mặt buổi sáng như thế nào. Nói chung là cũng không có gì quá khác biệt. Buổi sáng thì mình vẫn đánh răng bằng bàn chải máy. Đi đâu thì mình cũng vẫn mang theo bàn chải máy. Sau khi đánh răng ấy, quy trình tiếp theo mình sẽ rửa mặt. Bởi vì mình đi, hôm nay mình sẽ đi xe máy cả ngày, nên là giữ cho da mặt sạch rất là quan trọng. Bởi vì lần nào mình đi du lịch ấy, đa phần là mình sẽ bị nổi mụn. Và nổi mụn thôi, khắc phục hậu quả rất là kinh khủng. Và với cái trường hợp là mình đi trên núi và với không khí lạnh ấy, mình thường sử dụng sữa rửa mặt Senai. Loại này là loại tea tree, loại trà xanh ấy, như mình đã được tặng từ đầu ấy. Thì mình mang bộ này đi, mình thấy rất là hợp lý. Thế là mình mang cả cái chai này đi, là cả đoàn sử dụng luôn, cho cả tất cả mọi người cùng sử dụng. Và nhớ đánh bọt. Bình thường thì ở nhà mình có sử dụng máy rửa mặt, nhưng mà khi mà mình đi đến đây mình không, thì mình cố gắng làm sao cho đồ đạc nó tinh gọn nhất. Thế giữa mặt sửa rửa tea tree này nó rất là nhẹ dịu. Mình đi đến hôm nay là ngày thứ 3, thứ 4 rồi, mà trộm vía là da không có kích ứng thì là khá là sạch. Mình đi trên xe, mình đi từ vùng này qua vùng kia, ngày nào mình cũng ngồi trên ô tô 12 tiếng, xong rồi đi đường đất bụi bẩn ấy, mà trộm vía da vẫn khá là ok. Là up story mọi người vẫn khen ra, thế là được. Nói chung là đi du lịch ấy, thì mình sẽ không có cái quy trình skin care nó quá cầu kỳ như là ở nhà. Nhưng mà việc cơ bản nhất là chúng ta phải giữ cho da thật là sạch. Đó là điều tối tối quan trọng. Và mình thường rửa mặt bằng nước lạnh. Mình ít khi rửa mặt bằng nước nóng. Rửa mặt nước nóng làm cho cái lỗ chân lông nó nở ra. Và nó mất nước rất là nhanh. Nó khiến da bị khô. Nếu mà các bạn ở nhà nhiều dưỡng da, đầy đủ các thứ ấy, thì các bạn có thể rửa mặt bằng nước nóng sao. Mà đi đây tất cả mọi thứ đều thiếu thốn, nên chúng ta phải sử dụng làm sao cho thật là hợp lý. Bây giờ chúng ta đang chuẩn bị cho một ngày rất là dài, nên phải có kem chống nắng. Kem chống nắng hiện tại thì mình đang sử dụng của Vaseline, hộp trợ ở trong hộp quà của Unilever International ấy. Đây, kem chống nắng của Vaseline rất ok nha. Đấy, mà giá lại phải chăng nữa. Mình sẽ lấy một đồng xu như này. Các bạn lưu ý là dù là trời ở đây âm u nhưng mình vẫn phải mua kem chống nắng, không phải dài nhanh lắm. Với kem chống nắng xong bao giờ nó chưa tan hết ấy, khiến mặt mình trắng hơn một tí, nhưng bạn đừng lo, một lúc sau mà ngấm vào thì sẽ ok. Và có một cái vũ khí tối thượng khi mà mình đi vào vùng lạnh, đó chính là son nẻ Vaseline. Không có cái này là chết luôn. Các bạn biết là môi mình cực kỳ khô, không có cái này là nó toát và chảy máu luôn ấy. Những bạn ở Sài Gòn rửa văn phòng ấy thì các bạn nên sử dụng. Môi khô không ai muốn hôn hết. Ok, bây giờ quay lại house tour nha. Mình định house tour cơ nhưng mà bị trễ rồi mọi người, dụng đi ăn sáng. Nên là bây giờ mình phải đi lái xe máy ra chỗ ăn sáng các bạn ạ. Cho các bạn nhìn cảnh nhá. Đây, ôi buổi sáng ở Hà Giang, ở Mèo Vạc này như thế này này. Và mình đang trên con xe số, lâu lắm mình mới đi xe số để đi ra chỗ ăn sáng. Ok, let's go. Hôm nay mình sẽ ăn sáng ở chỗ bánh cuốn Bà Ly ở Mèo Vạc, mình không biết địa chỉ ở gì luôn. Hàng bánh cuốn này có một món nữa, đó chính là xôi xéo. Xôi xéo này thì không có thịt, không có thịt kho, không có gì hết, chỉ có ruốc và mỡ hành. Món ngon. Xôi rất ngon, gạo ngon. Có vẻ như ở trên vùng cao của Tây Bắc này, gạo rất là ngon, dẻo. Đây là bánh cuốn Hà Giang đấy. Có gì đây? Có những cái chả, cái này như giò sống đấy. Rất lạ, giống như là sống, giò sống thả ấy. Mình chưa ăn cái này bao giờ. Nước này có vẻ có nước xương. Đây là bánh cuốn. Nóng. Ăn nó rất là khác, để nước mắm nó nhạt hơn. Và có rất nhiều vị nước xương ấy. Ăn nó giống như là một loại phở cuốn thả vào nước. Đó, thế cho các bạn dễ tưởng tượng. Nó giống như là bánh cuốn, nó vẫn giống bánh cuốn nhưng mà khi mà thả vào nước xương ấy, cái vị nó không giống bánh cuốn như mình tưởng tượng. Bởi bánh cuốn mình tưởng tượng nó nhiều vị nước mắm hơn. Nói chung là ăn được. Ok, bây giờ mình sẽ ăn nhanh vì không là đã trễ rồi. Mọi người đang rất là
rục rã cáu bẩn ở bên xung quanh. Ok, bye. Kinh nghiệm nếu mà các bạn đi Tây Bắc ấy, thì mình nghĩ rằng là đi xe máy thì bao giờ sẽ vui hơn các bạn ạ. Ngày hôm qua mình ngồi 12 tiếng ở trên ô tô là quá đủ cho một ngày rồi. Để chịu được các bạn ạ, là xe máy thì đi chắc chắn là sẽ vui hơn rất là nhiều. Được ngắm cảnh, được nhìn cảnh đấy. Wow. Thế là lần đầu tiên ở một cái thị trấn mà nó ở ngay dưới núi các bạn ạ. Mình vừa kiếm được một cốc cà phê sau khi ăn sáng. Nói chung kiếm được cốc cà phê rất là khó. Và đây quang cảnh của cái homestay mình ở như này này. Và buổi sáng rất là xinh, cực kỳ xinh luôn. Đó. Nói về lịch sử của homestay này thì đây là một cái homestay mà người ta đã mua lại từ chùm thuốc viện ngày xưa sao ấy. Sau đó thì người ta mua về người ta cải tạo. Cải tạo lại thì cái kiến trúc của người nhà người Mông vẫn được giữ nguyên. Ở đây được tường được làm bằng đất này các bạn này. Và cột gỗ, tất cả đều là gỗ đất. Nó rất là đúng theo văn hóa của người ta ở đây. Và toàn bộ cái homestay này thì chỉ có 5 phòng ngủ thôi. Và ở đây thì cũng rất là ít nhân viên. Thường là nấu ăn tối phục vụ cho khách rất là ít. Và đi đường đi vào đây thì khá là xa như các bạn thấy hôm qua. Mình đi đến gần 12 tiếng. Đây là sân. Sân có một cái bàn ăn ngoài trời. Đó, ở dưới kia là chỗ tiếp khách. Quầy lễ tân. Đây là gian nhà chính. Mình hy vọng rằng là ánh sáng đủ để cho mọi người thấy. Tất cả bàn gỗ rất là cũ kỹ. Đây hành lý chúng mình, bởi vì chúng mình ở đây đúng đêm nay thôi. Sau đó thì chúng mình di chuyển về thành phố Hà Giang để ở tiếp. Và có một điểm đặc biệt ở trong cái homestay này là rất nhiều các bức ảnh đẹp. Bức ảnh rất là đẹp luôn. Đây có một cái lò sưởi này. Nhà này thì có 2 tầng. Nhưng mà mình cho các bạn xem cái phòng của mình trước nhé. Đây là phòng của mình. Đêm qua thì mình đã ngủ đây. Ở đây thì khi nào ngủ thì các bạn bắt buộc phải mắc màn. Bắt buộc các bạn phải mắc màn luôn, bởi vì ban đêm rất là nhiều muỗi. Và có một điểm mình nói với các bạn, đó chính là mình đi, hôm nay mình quyết định đi xe máy, mình định đi lên núi. Nhưng mà toàn bộ hành lý của mình pack ngày hôm nay mình đều mặc đồ trắng. Trời đất ơi, không có một cái đồ nào màu nó tối hơn luôn. Toàn bộ đồ mình mang theo là đồ màu trắng. Ở đây thì người ta sẽ không có phòng tắm ở trong phòng như là khách sạn, mà người ta sẽ có những cái phòng tắm như là kiểu phòng tắm ở bể bơi ấy các bạn. Nghĩa là các bạn sẽ phải sử dụng chung phòng tắm. Ở đây thì khá là lạnh nên người ta có cả sử dụng cả đèn sưởi nữa. Ở đây người ta sử dụng cả đèn sưởi giống như là ở ngoài Hà Nội đi tắm ấy. Đây có 3-4 phòng tắm gì đấy. Đấy, mọi người tối hôm qua tắm ở đây nhưng mà hôm qua mình thấy người mình cũng chả bẩn lắm, mình đi ô tô cả ngày nên mình chả tắm luôn. Sáng nay mình chỉ rửa mặt thôi. Các bạn thấy mình rửa mặt rồi. Đây là cái khu sân sau của cái tòa nhà này. Đó. Các bạn thấy không? Cái chỗ mà mình rửa mặt thì nó là khu toilet. Nói chung là phòng tắm và toilet thì tách biệt. Phòng tắm ở kia, đây là toilet ở đây. Cũng rất là sạch sẽ, dễ chịu. Nếu mà trong một cái cốt nhà người Mông như thế này ấy, thì mình thấy như thế rất là ok. Đây là chỗ rửa mặt của mình sáng nay. Đây, nhìn ra phía trước thì toàn cây này. Sao mà các bạn nhìn thấy buổi sáng mình rất là xanh. Còn đây là mình. Hello các bạn. Có một điểm mình rất muốn giới thiệu cho các bạn. Đó chính là hệ thống điện của căn nhà này. Các bạn thấy không? Đây là các công tắc điện và dây điện thì sẽ được để trần. Không phải là trần theo kiểu là hở dây đồng, mà dây điện sẽ ở đây mà không có các cái ống giấu dây điện đi. Và có những cái nút như này để định vị dây điện ở trên tường. Và công tắc thì rất là cổ điển. Không hiểu làm sao mà đến bây giờ người ta vẫn kiếm được những cái công tắc như này rất là xinh. Đấy, công tắc cổ điển. Nhưng mà nó hiệu quả nhá. Đấy, dây điện ở trong nhà nó sẽ được như vậy. Đi vào đèn. Đèn cũng là những cái loại đèn rất là cũ, chưa phải đèn mới. Vậy là kết thúc house tour ở đây. Bây giờ thì mình sẽ cùng mọi người chụp hình một chút. Sau đó thì chúng mình sẽ lên đường. Đi trên đường chụp hình. Và chúng ta sẽ ra có rất là nhiều hoạt động ngoài trời ngày hôm nay. Ôi. Và bây giờ thì đã đến giờ khởi hành đi xe máy rồi. Và các bạn nhìn này, nguyên một cây đồ trắng, đến giày cũng màu trắng. Đây, và mình phải mặc áo mưa, trời rất là mưa. Mưa lất phất thôi nhưng mà áo mưa vừa ấm hơn. Và giữ sạch cho quần áo sạch. Áo mưa ở đây cũng là áo mưa rời. Mình hy vọng mình mặc đây đủ ấm để trên đường đi từ đây xuống Hà Giang. Từ Mèo Vạc xuống thành phố Hà Giang. Này, và đây là trang phục của mình để lên đường đi xe máy. Yeah, sẵn sàng rồi. Đẹp quá. Trời ơi, đi xe máy mới là tuyệt vời mọi người ạ.
đừng bao giờ đi lên Tây Bắc mà đi ô tô, chán lắm luôn. Trời ơi, được bước ra ngoài và hít thở không khí và nhìn những cái cảnh này nó khác biệt hẳn luôn đấy. Vừa rồi thì mình đi một đoạn khá là dài và trời ơi cảnh đẹp quá các bạn ơi, đẹp kinh khủng luôn. Và thực sự mình phải nói chắc chắn với các bạn một điều rằng nếu các bạn lên Tây Bắc mà các bạn muốn thưởng thức cảnh đẹp này, đừng bao giờ đi ô tô các bạn ạ. Đi ô tô các bạn sẽ không thể lột tả được tất cả những cảnh đẹp này, và ngồi view ở trong ô tô nó rất là chán, thì cứ đồi núi núi. Nhưng mà nếu các bạn nhìn từ view của góc nhìn thứ nhất ấy như mình ấy, trời ơi, gọi là hớp hồn luôn, thật sự là hớp hồn. Các bạn ơi, và bây giờ mình đang đến chỗ Mã Pí Lèng, là cái Mã Pí Lèng à, nó là cái tòa nhà mà gây tranh cãi rồi kiện cáo và lên báo rất là nhiều đấy các bạn ơi. Và bây giờ mình đã được tận mắt chứng kiến nó, và phía dưới là sông Nho Quế. Trời ơi, nó xanh, trời ơi, nó xanh. Rất là gần, từ homestay của mình đi khoảng 6 km thì đã đến sông Nho Quế và Mã Pí Lèng. Các bạn nhìn này, đây sông Nho Quế phía dưới đấy, mình cố gắng zoom lên cho các bạn xem nha. Các bạn thấy không, nó một màu xanh cực kỳ đẹp. Và sông Nho Quế này là do cái đập thủy điện ở dưới. Các bạn có thể thấy là ở phía bên này đập ấy thì nước rất là xanh, ở phía dưới thì nước nó cạn, nó không được đẹp như này. Nhưng mà đây, trời đất ơi, làm nào để mình có thể diễn tả được cái cảm xúc của mình khi đứng ở trước cái quang cảnh này các bạn. Nó đẹp thật sự luôn. Wow, mình không thể nghĩ ra một cái từ nào để có thể miêu tả được cái cảnh này. Tất cả những cái lời nói bây giờ thừa thãi và cảnh này. Trời ơi, đây là thiên đường các bạn ơi, đây là thiên đường. Nhìn này, tiên cảnh bãi trường. Ngắm cảnh đủ chưa? Đói chưa? Để ăn nhé. Đây là lẩu gà đen nha các bạn. Bên này có rất nhiều loại lạp xưởng chiên, trâu gác bếp, rau xào. Đúng, đây có cả lạp xưởng xào này. Và đặc biệt nhất hôm nay, dạ, em thôi, em mạnh dạn đoán bởi vì em đã nghe order rồi, là thằng cố ạ. Toàn là những thứ bên trong bụng con ngựa đấy, là toàn bộ là nội tạng của con ngựa. Và người ta nấu với cái gì chị nhỉ? Chính là cho gia vị vào cho nó mạnh lên ấy. Chị thấy là người ta còn cho đi rất nhiều rau thơm rồi đấy. Có vẻ như là cái mùi kiểu hơi có vị thuốc bắc một tí. Trong này hình như là có mùi kiểu hơi lên men. Lên men nữa ạ. Ồ. Để cho chị. Thực ra cái này người ta sẽ ăn với mèn mén. Mèn mén là cái hôm qua mình ăn cái bột ngô đúng không ạ? Không, đấy người ta sẽ múc mèn mén ra, xong người ta dưới cái này lên trên mèn mén người ta ăn. Dạ. Hôm nay đây hết mèn mén, chị cứ gọi người ta gọi hết rồi. Tệ nhá, vẫn được. Mình vẫn ngon ạ. À. Mình cứ tưởng mùi nó sẽ rất mạnh, mình không ăn được, nhưng mà ổn. Được. Giống. Em nhìn thì có giống giả cầy không? Ngựa. Em nghĩ là có, kiểu như là có. Mắc hén ạ? Không, người Bắc mình mà nấu cơm gạo lên, xong nấu cơm lên, xong mình cho nó mẹ. Ui, em chùm mẹ. Mẹ. Có cả mẹ em ạ. Chắc có mẹ. Ôi. Xong có cả xả.
Nhìn chị Oanh ăn mà em cũng muốn thử quá. Tưởng tượng thì thấy cũng tinh thật đấy chứ. Chị ăn thử nữa. Dạ. Đấy. Chưa bao giờ ăn. Chị đi lên đây phải đến 4-5 lần rồi mà lần đầu tiên chị ăn cái thắng cố đó. Nhưng mà đi mình... Đi Dino mới có thân, coi như là... Đúng rồi, đủ can đảm. Rồi. Mà ẩm thực là trải nghiệm chứ ạ. Phải thử. Không, được. Được ạ. Không như ta tưởng tượng là nó sẽ rất là ghê nhưng mà nó rất ok. Nhà em nghĩ cũng giờ cái gì nhỉ, giống phá lấu cũng gần đấy nội tạng. Ăn phải ăn miếng rau cải nghèo nhéo. Ok ok. Thế bây giờ là Dino sở thị. Bởi vì là nghe chị Oanh review mình cũng thấy khó đoán các bạn, rất khó đoán. Em mình sẽ phải thử. Và bây giờ đến lượt mình các bạn. Cái này ăn được không? Đây này, cái xốp xốp này này. Đấy, dạ dày, dạ dày, dạ dày, dạ dày đấy. Cái dạ dày lông đúng không ạ? Nhá, đúng không? Vị không vị ok rất dễ ăn. Nó không có cái gì gọi là kinh dị ở đây hết. Như phải lâu không? Như phá lấu. Được. Nhưng mà em thấy còn ngon hơn phá lấu. Bởi vì cái sở thích của mình thì mình thích ăn nó chua chua. Hậu chua và cái này nó không ngọt ấy. Phá lấu thì hơi bị nhiều vị ngọt và nó phá lấu nó hơi kiểu Chinese. Đúng rồi. Tí. Đúng rồi. Cái này nó hơi giọng hơi bị Bắc. Cái này giống món Việt hơn. Rất nên thử. Mấy cá được không? Mình nghĩ rằng là mỗi loại nội tạng vị nó sẽ khác nhau. Hoa rất thơm. Ok, các bạn nên thử thắng cố. Không kinh dị như các bạn nghĩ đâu. Ăn được. Chúng mình đang trên đường đi tiếp mọi người ạ. Và thử thách của hành trình lần này đã tăng lên. Chúng mình đã tìm được nhau sau muôn trùng khó khăn. Thật sự là muôn trùng khó khăn và mình vừa chứng kiến được một đoàn các em bé nhi đồng đang đi theo trong đại hội đại biểu. Ôi trời ơi, quá hay. Đây đã tìm được Chi. Chi đã sửa xong xe, đã bị vỡ bánh, đã sửa xong xe và chúng ta đã tìm được nhau. Hôm nay thì chúng mình đã bắt đầu một ngày mới. Bởi vì là chị Chi phải đi chụp. Dậy vẫn thấy ở trên xe. Bởi vì chị Chi phải đi chụp hình. Nên là chúng mình phải đi tìm một chỗ thật là hoang sơ và hoang dại để đi. Và chúng mình đã vượt qua rất là nhiều chông gai mà mình không kịp quay cho các bạn xem. Nhưng mà đại khái là ghê lắm. Ghê lắm và đại khái nổi luôn. Đại khái là cái chuyến này thành chuyến đi phượt mọi người ạ. Không biết là từ bao giờ nữa đã thành chuyến đi phượt. Và nó phượt từ ngày này qua ngày khác luôn. Dậy vẫn thấy đang trên xe máy. Từ hôm qua trước khi đi ngủ thì mình cho các bạn xem thì là chúng mình đi ngủ đúng không? Nhưng tỉnh dậy thì vẫn đang ở trên xe máy. Nói đùa chứ, thực ra đến ngày hôm nay là kết thúc rồi. Và mình sẽ cố gắng tìm thêm một vài cảnh đẹp nữa cho các bạn xem để chúng ta có thể kết thúc chuyến đi Hà Giang ở đây. Và mình sẽ tổng kết lại một vài điều. Ui, cho chị chọn đường. Chị sẽ chọn là chúng ta sẽ đi vào giữa vũng bùn, giữa vũng nước hay là đi canh vũng nước. Wow.
đứng sau lưng mình này. Ngày hôm nay chúng mình định đi Hồ Non nhưng mà mọi người bảo là Hồ Non bẩn lắm nên là mình chỉ đi quanh quanh cái cầu này thôi để mình quay lại. Ồ, bây giờ mình rơi xuống đây thì vui lắm chị ơi. Ôi, ghê quá. Ê, tao không nghĩ đây là good idea. Đây, thủy điện này. Ồ. Yeah, và bây giờ thì cả đoàn đã quyết định là chúng ta sẽ đi về mọi người ạ. Bởi vì là đã đủ hành trình khám phá trong lần này. Ok, bây giờ chúng ta ngắm cảnh tí nhá. Nó có sắp đấu kìa. Hả? Cầu này nó sắp đấu sao? Được. Limit 3,5 tấn. Hello. Vậy là cuối cùng thì mình đã ăn xong bữa trưa cuối cùng ở Hà Giang sau khi tham quan, thực ra cũng không được tham quan lắm, Hồ Non. Và bây giờ thì chúng mình sẽ hướng về Hà Nội và chuyến đi của chúng mình kết thúc ở đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi, hy vọng rằng mọi người đã có những phút giây đồng hành cùng với mình với chuyến phượt không kế hoạch của mình. Và hy vọng rằng mọi người thích điều đấy. Nếu mọi người thấy đến đây và ủng hộ mình ý, thì hãy cho mình một cái subscribe. Và hẹn gặp lại mọi người trong những chuyến du lịch tiếp theo hoặc là ở nhà mình. Tháng sau, vật lý tháng sau nhé. Tháng sau là mình sẽ đi du lịch lần nữa. Thì kế hoạch là thế rồi. Kế hoạch là thế rồi, là tháng sau sẽ đi tiếp mà. Thôi, tạm biệt đây, bye bye. Cảm ơn mọi người đã đồng hành.